Hello các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm dự án đo khoảng cách bằng cảm biến siêu âm hiển thị lên LCD. Một Arduino, hai cảm biến siêu âm, ba màn hình LCD, bốn bo cắm, năm dây cắm, sáu cắp USB. Chân trích nối chân 4, chân micro nối chân 3, chân VCC nối 5V, chân GND nối GND của Arduino. Kết nối LCD với Arduino, XLR kết nối chân A5, SDA kết nối chân A4, chân VCC kết nối 5V, chân GND kết nối GND của Arduino. Sơ đồ kết nối. Nạp cốt vào mạch. Nhớ đăng ký kênh và bấm theo dõi để xem những clip mới nhất.